nghe chừng mình luôn. Vậy mà còn cái gì thả cho nó. Ủa sao bây giờ nước xanh lê vậy ha? Hả? Bỏ màu hả? Tại sao vậy? Không, cái màu này không có tự nhiên, mấy biết không? Con nghĩ chắc bỏ màu. Không, màu này không có tự nhiên. Rồi. Im nó là nồng nọc quá hả? Đổ mấy cái này sao nọc? Cái đó không phải tadpole đâu con à, đó cá. Baby fish đấy con à. Bà đâu biết đâu, thì nó giống tadpole. Mẹ mẹ có muốn thắp nhang, bà thắp nhang bằng kia kìa. Nè mấy đứa đừng có đá trong cái này nha. Đá hả? Đá trong. Ok. Giỏi á.